nhau tin. Trong channel của mình ấy, đừng có nói đến hai từ highlight anh em hiểu không? Bây giờ biết pha nào là highlight, khi mà pha nào cũng đẹp. Hai tem. Tem té. Ba tem. Nó đứng luôn cùng với bọn mình này anh này. Kìa, có súng nhá, cảm ơn ông. Băng nó đi. Anh không có súng, anh không có súng. Rồi thế té anh. Có súng, tầng 2 có súng, tầng 2 có súng. Không có gì luôn. Cảm ơn hệ thống Messenger nhá. Nó đâu? Nó ngoài nó ngoài kìa. Đây đi. Nó từ 2 à? Cầu thang luôn, ngay cầu thang. Chạy ra ngoài rồi. Alo, thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em đi. Em không nghe gì, em đang có nhạc donate, em không biết gì đâu. Cảm ơn anh Trường nha. Linh cúc trà đá nhé. Cảm ơn anh nha. Em vẫn đang ở tầng 2. Tầng 2. Em không có súng nha, em không có gì hết. Mọi người bảo vệ em mất. Không phải xong à? Luôn. Vô lý. Anh nghe rõ ràng chắc mà. Tên này. À, đây. Đâu? Enemies ahead. À, nó ngoài kìa anh. Ngoài. Bắt đâu vậy? Có thằng chạy trong nhà mình mà. Đây này, có thằng đó. Enemies ahead. Có thằng chạy trong nhà mình mà. Cho em súng của nó. Có. Ui, nó nhiều súng thế. Ok. Bảo tường kìa, bảo tường anh bắn yếu rồi. Đây, em thấy luôn. Được rồi, ngồi im. Em không thấy bảo tường nào cả. Lắp sau đi anh, lắp sau đi anh. Không, nó ở ngoài mà. Rồi, em thấy rồi. Tuấn nghe là không bao giờ có nhầm anh em ạ. Không ai có máu nhỉ. Nó chạy rồi, nó chạy vào là nhà. Máu đây. Lấy. Nào, sang giết nó này anh ơi. Từ, cho trên giàn giáo. Từ, bình tĩnh nhá. Cứ nghe anh hô lại một chút xíu. Đừng đẩy vội vàng. Đồng đội mình còn đang hoang mang bỏ mỡ lên này. Ok. Kiếm thêm máu đi. Em cho anh nước này. Anh Nam này. Ở cái phòng ở giữa ấy. Này anh Vinh. Có giáp ấy. Trang bị vào đi. Anh Nam này. Đạn vàng đúng không? Cần không anh nhặt cho này. Có. Em cần đạn trắng. Em mới xài đạn vàng. Sơn tay có. Không có. Đạn 7 này, em cho đạn. Ê ôi, còn có 3 viên. Cho 30 viên. Đây 30 viên đây. Đây. Ra đây. Anh Nam. Đây, tầng 2 và Nam. Ở giữa. Nam ơi, ở giữa này. Anh đáp ra này. Thứ tầng viên cho anh gì. I got supplies. Em chỉ còn nghe tiếng gọi. Cứ bình tĩnh rồi. Nhặt gì anh? Xe trong nhá, em thấy cái thằng băng hấp anh. Xe nào, xe trong và xe nào? Cạnh mình. Một. Ok, cạnh mình. Xe phải. Đúng rồi, xe phải, đúng rồi, có sang. Sang nhá, từ. Mọi người tập trung hết ở cửa này, từ nhá. Tập trung. Đi. Đứng. Mọi người okay, đi hết rồi. Đi. Ôi, đi. Ai cứ đóng cửa mà. Cầu xiệt. Lia, rồi, hết rồi. Mất cứ mất. Sai quá, sai luôn đấy. Bình tĩnh thôi, anh đã bảo bình tĩnh rồi. Thì bảo sang sang luôn nó còn gì. Thế là xong một tem nhá, còn một tem nữa. Có mỗi thằng thôi, thằng này có mỗi thằng. Có phải le gan này. Ờ, đây rồi. Ui, nhưng mà không có mình đạn. Mình cũng gật mà không gật. À, không nhận được. Không có đạn em ạ. Phải le gan không có đạn. Nó mất đâu rồi? Nó mất. Có ai có bằng đít không? Em có nước này, anh lấy nước không? Cho anh, chị. Anh uống nước rồi. Cho chị đo nước. Đây. Cảm ơn các bạn nhé, nhưng mà anh em có thể cho tôi xin một chút thời gian để tôi độ họ tôi clear cái khu quân sự này đã được không? Một tem mới có ở khu đây có mũ 2 này. Từ. Ông à. Bắn lên nhiệt lên. Không, nó không bắn em, không phải bắn em. Nó qua. Bạn sai rồi. Từ. Đẩy vào nhá, đẩy này. Hoa hồng vàng. 2, 3. Ok, lên này anh. Không có rồi, thằng này chạy từ đâu vậy ra ấy. Trận này mình bắn DP nha. Đây rồi, bạn nó sang. Đâu,
Trước mặt nó nằm ở đâu ấy? Nó nằm ở đâu ấy? Ngay đó, thấy rồi. Nằm này. Nằm cỏ anh ơi. Nằm này. Xong luôn rồi anh, xong luôn à? Chưa. Ok. Có máu, vừa bú tí máu. Clear. Cha cho vàng, cho bạc. Kia, chị xích. Nốc 3 lần rồi. Đúng là loại phế vật. À, chị xin cục máu rồi. Em có. Chỉ ăn và bào máu anh em thôi. Nãy cũng có flare luôn này. Lại flare này. Giàu thế. Có bên xe tôi lấy đi. Không, em bắn DB, em lấy con bé em đi. Này, dù con bé rất nhiều ở đây này. Anh lấy đạn rồi đúng không anh Tuấn? Đây, em có 2B. Đạn flare, anh cầm đạn flare đúng không? Anh cầm một có mỗi viên thôi. Okay. Em có cầm viên nào không? Em không. Này, con bé này. Em máu. I got supplies. Chị Quyên này. Anh không có máu cơ. Anh em có cái phớt cuối cùng. Ra lấy xe rồi anh em di chuyển đã. Em muốn sự anh ơi. Xong rồi. Có ra, có người, có tiếng. Ok. Hay quá. Hàn Quốc kìa, Hàn Quốc hay gì kìa. Nó rình ở đây này, quá cái gì. Đi ra ngoài đi em ơi, tách ra nào. Tách ra khỏi quân sự đi. Lên lâu quá. Này, ra đây cho mấy cái băng đít mà băng lên này. Cho em mấy viên đạn xanh anh ơi. Một băng là đủ. Em táp thôi mà. Một băng. Đây, cho lại này. Đủ chưa? Ok rồi anh ơi. Quá nhiều, không ok, không được. Xe đây rồi. Thằng Nam này đi đâu rồi? Nam ơi. Rồi anh Tuấn. Không ai rảnh. Anh em đã nghe không anh Tuấn. Không ai rảnh để đi đợi em đâu. Đang đi đấy. Ui. Có người bắn. Team đến, một team. Ok trong ok. Trong nhà vàng này. Em thấy. Ui, đau quá. Đâu chị Quyên đâu rồi? Được đấy các bạn ạ. Anh ơi. Nó lên. Anh biết một thằng đâu rồi? Một thằng gốc cây. Anh đang bị nắp. Ôi, nó siêu phẩm yêu. Cái gốc cây trước mặt. Anh Nam ơi là anh Nam. Nam chết rồi. Vai anh Nam. Xong chạy vào nhà luôn Linh nhá. Cái kẻ nó này ngó ra cái thằng này. Để anh chơi thằng này, Anh chơi được. Ôi em hết máu rồi. Ngó. Hay quá anh ơi. Anh có biết phớt không? Đắp cho em một cái. Anh không. Lút sang bỏ nó đi. Đằng sau em kìa. Nó nốc rồi. Thằng bán Nam ở đâu ấy? Đừng bao giờ gạt đồng đội của Tuấn, hiểu không? Có một thằng nằm sau gốc cây mà. Đây rồi, nó đang ra cứu bạn nó này. Em anh lên này, em bơm máu thằng rồi. Ok. Anh chưa nhìn thấy nó đâu cả, em chưa có vị trí nhá. Em cũng chưa thấy. Đây rồi, nó đang chạy về bạn nó này. À rồi, bạn nó ở. Ơi em có thể đừng sấy vào tai anh được không? Anh sợ vãi nồi. Thì có mỗi gốc cây này ngon để make up. Nào, bay về. Come on bay về. Để cướp xin đi các bạn. Cướp đi, cướp hộ cái. Làm tí nhở. Bây giờ thì bí rồi đúng không? Bất ở cái viền đấy. Em thấy rồi. Này, cho bạn quả bom chết luôn này. Này, tặng bạn. Thôi nó chết rồi anh ơi. Ui nó yếu lắm rồi. Lên. Em phải. Ui. Em ơi, đâu rồi? Rồi xong. Ok. Nó yếu lắm mà. Em ạ, cho quả bom phát em nhìn thấy nó né ra phát. Phải đẩy. Quả đấy phải đẩy rồi. Đáng trêu team của Tuấn à? Vẫn này. Team này đợi mình. Mình ở đây có cái mũ ba nguyên, máu lương rất nhiều.
mang ma máu về đây cho anh cái không, anh gục rồi. Anh phải quấn băng đít để anh sinh tồn. Kêu mẹ chuyện này cái nghèo thế. Từ từ đừng đáp nhá, đừng đáp nhá, đáp xa ra anh. Cho nước miếc thì đáp xa ra cho anh. Nước nhiều này. Mình cái nên ok. Đây đây cho. Được rồi. Ổn rồi đấy. Được cái con xe. Cái con xe nó đậu trong cái nhà con nhỏ kia nó đang chạy kia. Nó đâu? Nó e. Cái cô nhà không có nhà này đó. Giật này, giật này. Đây gì? À con xe điêu này, chắc chắn điêu rồi. Đây spawn à. Ơ. Có người đây đây. Nó. Bạn đi đâm cung. Lia, lia. Nó lại là hợp lý. Ui giời ơi. Ui một quả lia đỉnh cao. Em ăn cả ba, em lia một phát. Vãi nồi, anh lia như thế mà cuối cùng em ăn. Ôi trời ơi. Anh em thấy cái ép thì hơi phí lên. Này, em quả đấy em gọi là highlight của em luôn nhá. Highlight quần trưởng. Anh em thấy highlight không? Quá highlight. Thế thì anh em lại phải sang xem tôi đậu họng quả đấy tôi bắn như thế nào. Đậu họng tôi vẩy. Thế thì anh ấy bầu em cái ép, thế thì anh em lại phải sang đây tua lại quả đấy xem highlight. Linh ơi, highlight đỉnh cao luôn. Linh ơi. Em không biết. Quả đấy lia kinh vậy. Quả anh còn một máu đậu phòng. Giữ X6 này ai đó. Em có rồi. Ui từ từ em ơi. Anh thấy cái Z-Zone này dành cho mình đấy. Đi đi vào nhà đã em. Anh giống đây X6. X6 anh có rồi. À X6 anh có rồi. Đấy, highlight. À, thêm cái X6 cũng được. Đưa đây. Ok. Quá highlight. Tuấn hôm nay lại xoắn Z-Zone. Không, anh trận này nó đang gắt em phải không? Đang bao gắt. Hơi phê. Cứ ra đi, sợ gì? Thế em rồi y gì? Nên sấy X6 hay sấy X4 nhỉ? Mình thì mình thấy sấy X4 hơn. Có người tới này. Vãi nồi. Vãi nồi còn bot ạ. Tinh à. Lần sau báo mà đớp luôn như thế là khỏi cần báo nha. Cho chị hại, cho chị một kill thôi. Đáng nghe cái lúc đấy em anh không được cứu thằng Linh dậy em phải không? Anh không cứu em là anh vừa anh mất phạm, đi một người đồng đội. Anh phạm sai lầm rồi, anh phạm sai lầm. Anh mất đi một người đồng biết, đội gọi là. Anh biết cái sai của anh rồi. Sai quá. Thôi đi thôi lại rất zôn kìa. Ôi không phải. Đứng đây thì rất zôn này. Đi thôi. Được thể lấn tới à? Đâu. Alo thằng bắt đầu kêu tôi Vinh LV. Nó cũng chỉ có loanh quanh đây thôi. Không đi xa đâu. Xe nó còn vứt đây thì người làm sao nó đi xa được. Cả xe hết xăng. Em lên con xe rồi. Kia, trước mặt anh. Ok. Gần luôn này. Lock. Linh ok, còn một thằng ở trước mặt mình nữa. Lên luôn em ơi. Lên luôn. Không cho nó thở, cho nó thở. Không cho đẻ trứng. Nó đang cứu này. Ok. Em phải này. Lia. Nó vừa cứu xong anh ạ. Sai nồi. Holy. Ok. Highlight của Linh. Am phai. Nhưng mà nó am cứu phai. Lên. Am rất phai đậu phòng. Em rất phai. Hợp lý. Ui, xịn vãi. Bạn cứu nhanh đấy, được. Mình đánh giá cao tinh thần đồng đội của bạn. Để trả luôn ngay thật. Đấy là tại các bạn vào check anh check donate hàng người donate 200. Ồ thế á? Ui sorry các bạn nhá. Ui 200k cơ. Nó lại cứ phải gọi. Sao lại không hiện lên trên mình nhỉ? Ui sorry bạn nào vừa donate cho mình nhá. Từ đợi anh check donate nhỉ. Ok ơi. Ngoài bo anh ơi. Cảm ơn Thành rất nhiều, cảm ơn em. Chúc em đi ngủ nhá. Ui có người yêu nhắc đi ngủ sướng. Con Trang ơi. Anh nghe rồi, anh thấy rồi. À. Bắn hộ gái. Nó bắn. Đây. Ôi, có... ôi, quay. Hay. Rồi, cứu đi. Em đang định mở góc chạy lên.
À, trong nhà anh em đã bom lốc một thằng rồi nhá anh nhá. Ra cứu bạn hộ cái. Nó đang cứu thằng trong nhà rồi. Này, ra cứu bạn cho 10 tỷ luôn này. Không, không, nó không ra được đâu. Bước ra khỏi nhà cái chết ngay em. Nghe vẻ nó từ bỏ đồng đội. Nó sợ rồi. Ui anh ơi, trên nóc nhà. Trời ơi, em ơi. Bỏ cho em, bỏ cho em. Tao cứu. Cứu được, em cứu được. Nó ra cứu bạn nó rồi. Đứng ra chị, đứng ra. À thôi thôi, phổ im. Nhét nó khủng chết, phải. Nó bên ngoài. Đây, ôi không vào được. Phải. Bên ngoài anh ơi. Còn một thằng thôi. Tôi cứu bạn dậy rồi. Bạn đen thôi. Sau cùng tính nha. Rồi xong. Ok anh ơi. Liều với cả chúng tôi này. A hi hi. Đấy, Trung Quỳ lại vẫn là người đội trưởng trong phòng. Lột cái lột cốt cuối cùng cho team để team vững chân gọi là bắn đậu xanh. Anh kinh thật. Anh được 2 đúng không? Gì cơ? Anh được 1 bấy bè à. Em được 2. Anh tướng 9 kill à. Linh 13 kill à. Anh không dám xông lên để ăn đó. Ngồi giữ lô cốt cho bọn em ấy. Bởi anh xông lên là bọn nó sẽ đẩy vào nhà ngay. Ôi xe này anh này. Hợp lý anh ơi. Chúa trên cao turn down forward. Hôm nay con không muốn đi ra đường bị mất cắp. What the fuck? Gì what the fuck cái gì bạn? Bạn fuck phúc gì đây? Mọi lời nói đến bây giờ là quá muộn màng rồi. Không kịp nữa rồi. Ta hát bài không kịp nữa rồi. Đến cái giờ phút này rồi là không có tha thứ. Mọi hành động đều phải trả giá hết. Con bác kia ở ngay gần mình này. Rồi em thấy nó rồi. Hướng 55 con giờ mốc. Khoảng thời mốc rồi. Nam ơi, ván sau nhớ. Đừng hẹn sớm nha anh. Em buồn. Ủa, sớm mốc bên phải. Bệnh gì? Lốc 1 này. Con Jinky có anh ơi. Em trúng được. Em lốc 1 ở trong cái đám thời mốc rồi. Một thằng chạy lên này anh. Rồi, hai thằng thấy. Anh nhìn. Nó đang đứng kìa. Ồ, ui. Này cùng nhau. Một viên này. Ôi. Vãi nồi à. Ôi, xịt này. Một viên nữa thôi, cho mình một viên nữa thôi. Ôi, nó bỏ được vào hòn đá. Định mạnh thế. Bỏ bắn quá em ạ. Anh bắn ốp ngu người quá. Đen. Ui 10%. Chết rồi. Lát rồi anh. Anh cho em 1 giây anh cắm. Em cắm thoải mái. Tận vô trên kia nó bắn mình đấy. Không, em ngồi chỗ này bị quất vô trên kia. Chỗ đây em thấy ít nhất là 3 thằng nha anh nhá. Nó bắn chết nhau hết rồi em ạ. Khoan nhau, tìm khoan nhau rồi. Ủa em lúc 1 em chưa được ăn. Còn 2 tem mà. Nó chén nhau hết rồi, nó chén nhau hết rồi. Cái này nó khai em mất của em. Trong Puchiki bắn đi. Kệ nó. Puchiki có nhìn anh ở trên này á. Cái anh nghĩ nó ở cái viền đồi ấy. Anh nghĩ nó ở viền đồi ấy. Gốc cây. Cái gì đây? Anh ơi. Nốc em ơi. Ok anh ơi. Nào. Đạn không rơi được xuống. Lắc đồi em ơi. Lắc đồi. Thế để em gạt cho. Cũng không gạt được luôn này.
lắc đồ rồi, lắc đồ lắc. Góc bên đấy lắc đồ. Quá chịu nhỉ. Nó thấy goba. Một viên. Trúng 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 trúng. Nó ngồi lên nó cứu bạn kìa anh kìa. Hay quá anh ơi. Ok ok. Thế chỉ còn 3 thằng ở trong này thôi. Ok à. Mình vẫn ở trong bo mà. Đúng rồi, kệ nó rồi. Mình ở trên. À, trên nóc nhà, nóc nhà, nóc nhà. Mái nhà đỏ. Mái nhà đỏ. Mái 125. Đây à, không không à. Sau 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 mái nhà sau sắp bò ấy. Cái mái nhà trước mặt anh á, sau cái nhà xanh luôn. Đây gì? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có mái nhà nó lên được thôi. Nó ở vừa trên mái nhà đây đấy. Đi trong bo mà. Vào á, mình công làm gì anh? Có đấy khó nha. Mình ở ngoài bo nhiều quá. Tơn sau mình không đi nó set up là mình chết. Chào anh. Mình chiếm khu 6 nhà này. Chuẩn bị quẩy nhá. Ok. Vào đi em. Vào đây mình quẩy. Em sang nhà bên nữa, em sang nhà bên. Ok ok. Em muốn sang nhà nào cũng được. Góc này không nhảy được này. Em ơi. Dạ, nhảy dạ, lên dạ. Góc mà bắn nó, bắn chúng nó. Anh lên nóc rồi này. Ok anh ơi. Còn cái hàng rào mà. Nhà này thì nên làm nóc cũng không sao được. Nhà em không lên được. Ừ, em cứ đứng dưới được rồi. Anh trên nóc được rồi. Nó ở cái nóc nhà. À rồi rồi anh. Đấy anh kia nhà chưa mặt luôn đấy. Chưa thấy nó lộ vị trí. Nó trong bo. À đâu mình. Nhà bo ngay bên đường anh ơi. Mình có sang nên sang trước không? Đi xe em ạ, đừng đi bộ, đi xe. Đâm à có hàng rào mà. Có hàng rào mà. Anh mình... okay. Anh phi xe sang trước đi, em chạy được. Ok ok. Răm. Có tiếng trong nhà anh. Lốc 1 ở bên ở đâu? Nhà xanh. Nhà xanh đối diện. Đây là nó trong khu cổ nhà này. Hay là trên nóc nhà nhở? Có thể trên nóc nhà. Từ. Đừng đứng một chỗ em ơi. Nó bắt bài ấy. Thằng này trên nóc nhà rồi. Không phải. Hay nhà bên nhở? Hình như nó ở nhà bên. Em sang luôn này, em sang này. Ui, vội thế. Nhà bên kia nhà 2 tầng cơ. Thế thì nó ở ban công à? Kéo ban công này. Qua đâu, qua luôn. Trong phòng này. Nhà bên nữa. Nhà bên kia nữa. Nó nhảy xuống rồi, Đây rồi em nhìn nó. Hai. Anh ơi. Nó ở trên nóc. Có thằng trên nóc. Nóc rồi anh ơi. Nó xuống rồi. Đây, nó ở trên nóc anh. Anh có chạy vào mở. Hay quá anh ơi. Ôi trời ơi. Hợp lý. Gia. Các bạn có ở trên nóc nhà đi chăng nữa thì mình cũng sẽ kéo bạn xuống top 2. À. Cá đoạn bẻ nhìn chưa, mình lên tivi này. Đẹp trai chưa? Đấy, 1900 đam, dư đam luôn.